Xin chào tất cả quý anh chị học viên của hướng dẫn lái xe an toàn. Hôm trước anh chị mình đã tìm hiểu xong phần biển báo cấm. Đó, anh chị mình thấy biển báo cấm như thế nào ạ? Nếu như anh chị mà nắm được quy luật cấm của chúng ta, đó là cấm nhỏ sẽ đồng thời cấm lớn, và cấm lớn thì không cấm nhỏ, và thứ tự từ nhỏ đến lớn đó là xe con nhỏ nhất, rồi đến xe tải, rồi đến máy kéo, rồi đến đầu kéo kéo rơ móc. Anh chị nhớ được thứ tự như vậy, nhớ được quy luật cấm như vậy thì mình làm phần biển báo cấm nó cực kỳ dễ. Và anh chị cố gắng nắm tốt cái phần biển báo cấm giùm em. Tại vì sao ạ? Vì hôm sau mình đi ra ngoài đường, đúng không ạ? Mình vào những thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn thì mình sẽ phải thấy, mình phải quan sát rất là nhiều những cái biển báo cấm như vậy để anh chị chạy xe, anh chị không có vi phạm, anh chị không có đi vào đường cấm với chị mình ha. Rồi, sau khi tìm hiểu về bản biển báo cấm, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu buổi thứ hai về phần biển báo. Rồi, chúng ta sẽ vào câu 365 là biển nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư. Ở đây câu hỏi của mình hỏi là đường nào báo hiệu là khu đông dân cư anh chị mình ha. Thì anh chị hình dung, anh chị nhớ giùm em là cái biển mà báo hiệu đường đông dân cư là cái biển lấy đi tiền trong túi của anh chị cực kỳ nhiều, đúng không ạ? Đầu tiên mình tìm hiểu biển trước anh chị ha. Thì ở đây chúng ta sẽ cái biển số 1 của chúng ta đó là biển báo hiệu vào đông dân cư, còn biển số 2 là báo hiệu là hết đông dân cư. Hết đông dân cư đúng không ạ? Thế là đây hỏi là biển báo hiệu áp dụng ở khu đông dân cư thì mình sẽ chọn biển 1. Biển 1 là vào đông dân cư. Khi nào anh chị nhớ phải có gạch chéo như thế này thì gọi là hết. Hết anh chị ha. Ở đây câu hỏi không hỏi hết cho nên chúng ta bỏ đi. Đúng không ạ? Như em nói ở đây là cái biển số 1 chúng ta lấy đi tiền trong túi của anh chị cực kỳ nhiều. Tại sao lại như vậy ha? Đối với đường đôi chẳng hạn, em lấy ví dụ đường đôi đi. Khi mà anh chị đang đi, anh chị thấy cái biển này ở ngoài đông dân cư thì đối với những loại xe dưới 30 chỗ hoặc là xe tải dưới 3,5 tấn, như cái buổi hôm trước chúng ta học về tốc độ thì những cái loại xe đấy được chạy 90 km/h. Nhưng khi anh chị cũng đi đường đôi như vậy nhưng anh chị thấy cái biển là bắt đầu vào đông dân cư thì tốc độ tối đa cho phép của anh chị khi đó chỉ còn 60 km/h thôi. Đó, cho nên anh chị thấy làm sao ạ? Chênh lệch 30 km/h. Nếu như chị đi đường thì chị chú ý quan sát, mình thấy biển số 1, mình giảm tốc độ lại thì không sao, không có vi phạm. Nhưng mà anh chị không quan sát thấy biển số 1, anh chị vẫn đi tốc độ nhanh thì làm sao ạ? Thì mình đã vi phạm rồi. Cho nên chị nhớ giùm em ha. Biển số 1 mình phải áp dụng tốc độ như thế nào? Biển số 2 mình áp dụng tốc độ như thế nào để anh chị không bị vi phạm ha. Và đi đường thì thường em sẽ thấy những anh cảnh sát giao thông, anh sẽ bắn tốc độ ở phía sau cái biển đông dân cư này. Anh chị lưu ý giùm em ha. Rồi chúng ta sang câu 366 là biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển. Anh chị thấy là câu hỏi mình có từ là trị số. Trị số thì phải có số thôi, đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn số 50. Đó. Ví dụ như anh chị đi trên đường, anh chị mà thấy biển hạn chế tốc độ tối đa 50 này thì anh chị không được vượt quá tốc độ tối đa so với cái số ghi trên biển, đó là không được vượt quá tốc độ tối đa là 50, đúng không ạ? Còn anh chị đi gặp biển 1 thì làm sao ạ? Cái biển 1 thực ra mình vẫn chưa biết là mình là chạy tốc độ tối đa bao nhiêu đâu. Tại vì sao ạ? Tại vì nó phụ thuộc vào từng con đường. Giống như câu trước em mới nói anh chị là sao ạ? Đường đôi có giải phân cách thì khi mình thấy biển này mình được chạy 60, đúng không ạ? Còn đường hai chiều không có giải phân cách mình chỉ được chạy 50 thôi. Cho nên phụ thuộc vào từng con đường anh chị ha. Còn đối với cái biển số 2 này anh chị chạy đường nào, anh chị thấy biển số 2 anh chị cũng được là không được chạy quá 50 anh chị ha. Thế anh chị nhớ ở đây hỏi là trị số, mình sẽ chọn ở đây có con số đây, đó là biển 2. Câu 367 là trong các biển báo dưới đây biển nào là biển hết đường cao tốc? Câu này dễ anh chị mình ha. Biển 1 là hết đoạn đường ưu tiên, biển 2 là hết đường cao tốc, biển 3 là hết đường dành cho xe ô tô. Cho mình sẽ chọn biển 2 là hết đường cao tốc, đúng không ạ? Anh chị nào mà đi cao tốc Long Thành Dầu Giây, đúng không ạ? Hoặc là đi cái đường cao tốc ở cái khu vực mình gần chỗ mình sinh sống, anh chị đi anh chị nhìn xem thấy cái biển này ha. Mỗi lần mình đi hết khỏi đường cao tốc rồi nhìn xem có thấy biển này không ha. Câu 368 là số 50 ghi trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? Anh chị mình thấy là cái biển hình tròn viền đỏ đó là biển báo cấm, ghi con số vào thì gọi là cấm mình không được chạy nhanh hơn con số ghi trên biển,
đúng không ạ? Tốc độ tối đa cho phép của mình không được chạy quá con số ghi trên biển. Thì cái biến này anh chị hay gọi đó là hạn chế tốc độ tối đa, đúng không? Thì số 1 của mình là tốc độ tối đa các làn xe cơ giới được phép đi vào. Thì đây tốc độ tối đa là đúng anh chị mình ha. Mình sẽ chọn đi số 1. Còn đi số 2 của mình là tốc độ tối thiểu. Tốc độ tối thiểu là sai rồi. Tối thiểu phải là hình tròn nền xanh anh chị mình ha. Rồi ghi con số vào thì đó mới là tốc độ tối thiểu, còn ở đây là tốc độ tối đa. Câu 369 đó là trong các biển báo dưới đây, biển nào là biển chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc? Anh chị nhớ câu hỏi hỏi của chúng ta đó là biển chỉ dẫn, đúng không ạ? Như cái video trước em hướng dẫn cho anh chị làm sao ạ? Hình dạng của biển báo, hình tam giác là biển báo nguy hiểm, còn hình vuông hoặc hình chữ nhật nền xanh thì đó là biển chỉ dẫn. Mà câu hỏi chúng ta hỏi biển chỉ dẫn cho nên chị chọn biển 2 anh chị ha, biển 2 đúng không ạ? Còn biển 1 của chúng ta đó là biển hình tam giác, đó là biển báo nguy hiểm chứ không phải là chỉ dẫn, cho nên chúng ta bỏ đi anh chị ha. Câu 370 là biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? Anh chị thấy mình hình tròn nền xanh như câu 368 em mới nói xong, hình tròn nền xanh ghi con số vào thì đó là hạn chế tốc độ tối thiểu anh chị ha. Thế mình sẽ chọn đến số 2 đó là báo hiệu tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Ở đây tối thiểu là đúng anh chị ha. Còn tối đa là sai đúng không ạ? Tối đa phải là hình tròn viền đỏ mới là đúng ha. Câu 371 là gặp biển nào người lái xe phải nhường cho người đi bộ. Khi anh chị mà đi qua những cái đoạn mà gần đèn xanh đèn đỏ, anh chị sẽ thấy người ta đặt cái biển báo hình tam giác đúng không ạ? Nếu người đi bộ qua đường thì ở đấy là mình phải nhường cho người đi bộ qua đường anh chị ha. Thì tương ứng với biển 1 của mình. Biển 1 là phải nhường đường cho người đi bộ qua đường, trên phần đường dành cho người đi bộ. Biển 2 là biển báo cấm đặt người đi bộ vào thì đó là cấm người đi bộ anh chị ha. Nó không phải là phải nhường đường, ta đi cấm thì đâu có người đi bộ đi vào đâu mà nhường, đúng không ạ? Còn biển số 3 là báo hiệu là đường chỉ dành cho người đi bộ, hay anh chị hay gọi đó là phố đi bộ của chúng ta, đúng không ạ? Mà phố đi bộ là làm sao ạ? Phố đi bộ thì chỉ có người đi bộ đi vào thôi chứ xe làm gì được đi vào đâu. Thì đâu có cái xe nào trong đấy đâu mà mình phải nhường, đúng không ạ? Cho nên ở đây bảo là người lái xe phải nhường là sai. Ý số 3 là sai đúng không ạ? Biển 3 là sai, mình bỏ đi ha. Anh chị mình sẽ chọn biển 1 phải nhường cho người đi bộ, biển 2 cấm người đi bộ, biển 3 là đường chỉ dành cho người đi bộ. Câu 372 là biển nào chỉ dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này. Đường chỉ dành cho người đi bộ như em nói đó là phố đi bộ của mình, đúng không ạ? Phố đi bộ thì tương ứng với biển 3 của mình đấy. Như câu trước em giải thích cho anh chị rồi, ba biển này đúng không ạ? Đường dành cho người đi bộ, cấm người đi bộ và nhường đường cho người đi bộ. Câu 373 là biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ. Yeah. Đường dành cho xe thô sơ thì đó là biển 1 đúng không ạ? Dành cho xe thô sơ giống như xe đạp hoặc xe xuống vật kéo thì đó là đường đấy chỉ dành cho xe thô sơ thôi chị ha. Còn biển số 2 là biển báo cấm đến xe đạp, đó là cấm đi xe đạp đúng không ạ? Còn biển số 3 là chú ý nhường đường cho người đi xe đạp đúng không ạ? Cho nên chị mình sẽ chọn biển số 1 là đường chỉ dành cho xe thô sơ. Câu 374 là biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm. Câu này anh chị hay bị chọn thiếu đây. Anh chị nhớ là hỏi là sắp đến chỗ giao nhau. Giao nhau thì có nghĩa là ngã ba ngã tư đúng không ạ? Thì biển nào khi anh chị nhìn thấy là nó báo hiệu là sắp đến chỗ ngã ba ngã tư chẳng hạn. Đó, thì biển số 1 của mình là sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn. Anh chị thấy vẽ cái rào chắn đây thì đó là giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn. Thì nó cũng là sắp đến chỗ giao nhau rồi. Biển số 2 là giao nhau với đường ưu tiên thì nó cũng là sắp đến chỗ giao nhau rồi. Có nghĩa là biển này nó sẽ báo là đến ngã tư trước mặt sẽ có đường ưu tiên chạy cắt ngang qua thì mình cũng là sắp đến chỗ giao nhau rồi. Rồi biển số 3 là giao nhau có tín hiệu đèn thì cũng là sắp đến chỗ giao nhau rồi. Cho nên cả ba biển này đều là sắp đến chỗ giao nhau hết anh chị ạ. Thì mình phải chọn đó là cả ba biển, ý số 4 của mình là ý đúng ha. Câu 375 là biển nào báo hiệu giao nhau với đường sắt có rào chắn. Câu trước em mới nói xong đúng không ạ? Ở đây người ta sẽ có ba câu hỏi về giao nhau đường sắt anh chị ha. Một câu hỏi là giao nhau đường sắt có rào chắn, một câu hỏi giao nhau đường sắt không rào chắn, và một câu hỏi giao nhau đường sắt thì ở đây người ta hỏi là có rào chắn, cho nên mình phải chọn là có đây anh chị ha. Có là biển 1 đúng không ạ? Biển 1 là có rào chắn. Câu 376 là biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn. Câu này thì dễ, anh chị thấy biển này có đèn xanh đèn đỏ đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn biển 3 anh chị ha. Biển 1 là giao nhau đường sắt có rào chắn, biển 2 là giao nhau với đường ưu tiên, biển số 3 là giao nhau có tín hiệu đèn.
Câu 377 là biển là báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt. Người ta hỏi là giao nhau đường sắt thôi, người ta không hỏi là có hay không có rào chắn. Cho nên chị phải chọn cả có và cả không có chị ha. Thì biển số 1 chúng ta là giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn, đúng không ạ? Còn biển số 2 chúng ta là gì ạ? Biển số 2 là giao nhau với đường hai chiều. Mà đường hai chiều có là đường bộ giao nhau với đường bộ chứ không phải đường sắt. Cho nên chị phải bỏ biển 2 đi, nó giao nhau đường bộ không phải đường sắt, mình bỏ đi ha. Còn biển số 3 là giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn. Cho nên cái này cũng là giao nhau với đường sắt. Nên mình sẽ chọn biển 1 và biển 3 là giao nhau với đường sắt anh chị ha. Mình sẽ chọn ý số 2, biển 1 và 3. Câu 378 là biển là báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn. Đúng không ạ? Anh chị nhớ câu hỏi đây là giao giữa đường sắt và đường bộ không có anh chị ha. Thì biển số 1 là giao nhau với đường sắt đường bộ có rào chắn rồi, mình bỏ đi. Biển 2 là giao nhau giữa đường sắt đường bộ không có, biển 3 là giao nhau đường sắt đường bộ cũng không có, đúng không ạ? Cho nên hỏi ở đây là giao không có, mình phải chọn 2 và 3. 2 và 3 anh chị ha, của ý số 3 là ý đúng ha. Ý số 1 là có, mình phải bỏ đi ha. Câu 379 là biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, đúng không ạ? Thì câu này anh chị hay bị lộn đây, đúng không ạ? Anh chị hay bị lộn của cái biển 3 này, đúng không ạ? Biển số 1 của mình là giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, thì có nghĩa là đường bộ giao nhau đường sắt rồi anh chị ha. Còn biển số 2 là giao nhau với đường ưu tiên, thì có nghĩa là đường bộ giao nhau với đường bộ chứ không phải đường sắt, đúng không ạ? Mình cũng bỏ đi. Còn biển số 3 là báo hiệu là đường tàu điện chứ không phải bên đường sắt đâu anh chị ha. Cho mình phải bỏ biển số 3 đi, mình chỉ chọn biển số 1 thôi, đúng không ạ? Chọn biển số 1 thôi. Đây là cái hình mô phỏng để anh chị nắm vững hơn về cái tàu điện, anh chị yên tâm hơn đúng không ạ? Thì ở đây anh chị thấy người ta vẽ đúng không ạ? Như thế này thì đó là bến xe điện, thì đây là tàu điện anh chị ha. Tương ứng với biển 3 của chúng ta đây, đó là tàu điện chứ không phải là liên quan đến đường sắt, thì bỏ đi ha. Câu 380 là biển là báo hiệu cửa chui đúng không ạ? Anh chị nhớ ba biển này giùm em ha. Biển 1 là báo hiệu cầu vồng, biển 2 là báo hiệu cửa chui, biển 3 là báo hiệu đường hầm. Cho nên hỏi cửa chui mình sẽ chọn biển 2, đúng không ạ? Ba biển này như thế nào chị ha? Biển 1 cầu vồng là nó sẽ bắc qua con sông. Và độ vòng của cái cầu này rất là lớn. Khi anh chị đứng chân cầu bên này anh chị sẽ không thấy được chân cầu bên kia, thì người ta sẽ đặt cái biển cầu vồng. Rồi biển 2 cửa chui thì anh chị sẽ thấy ở đâu? Nếu như những anh chị nào ở gần khu vực chỗ đường cao tốc á, thì anh chị sẽ thấy cái biển này nhiều, đúng không ạ? Thì khi mà cái khu vực anh chị ở là có đường cao tốc nó chạy cắt ngang qua như thế này, thì mình không thể nào làm cái đường dân sinh mà nó chạy ở phía trên đường cao tốc cắt ngang qua mặt đường cao tốc được. Cho nên người ta sẽ thiết kế những con đường nó chạy chui dưới chân đường cao tốc anh chị mình ha. Thì khi mà người ta làm những con đường chạy chui dưới chân đường cao tốc này, người ta sẽ đặt cái biển cửa chui này, đúng không ạ? Cho nên biển 2 là cửa chui. Còn biển 3 thì đường hầm đến chị nắm rất là rõ rồi, cái này rất là nhiều rồi. Các chị đi qua hầm Đèo Cả, hầm Đèo Ngang, đúng không ạ? Ở Phú Yên mình có đèo gì ạ? Có hầm gì ạ? Đó là hầm Đèo Cù Mông, đúng không ạ? Cái tên rất là hay anh chị ha. Đó. Cho nên là anh chị phân biệt giùm em ha. Cửa chui là trên đầu nó sẽ nhọn, đúng không ạ? Cửa chui là trên đầu nó nhọn. Còn đường hầm là trên đầu nó sẽ là vòng cung. Anh chị phân biệt hai cái biển này như vậy giùm em ha. Đó, mình sẽ chọn biển 2, cửa chui. Câu 381 là hai biển này có ý nghĩa gì? Đúng không ạ? Anh chị thấy chữ này chữ xì này, thì chữ xì nó sẽ báo là đường sắt và đường bộ giao nhau vuông góc. Anh chị nhớ từ vuông góc ha. Đường sắt và đường bộ giao nhau vuông góc với nhau. Đúng không ạ? Cho nên chị nhớ đáp án và cái từ vuông góc mới là đáp án đúng ha. Thì số 1 để chỉ nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ không có rào chắn. Thì ở đây giao vuông góc là đúng anh chị ha. Anh chị nhớ đáp án và cái từ vuông góc mới là đúng. Còn ý số 2 là để báo trước sắp đến vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt cùng mức không vuông góc. Ở đây không vuông góc là sai rồi, đúng không ạ? Không vuông góc là tương ứng với cái hình sau. Hình sau anh chị sẽ thấy không vuông góc ha. Rồi ý số 3 là nơi đường sắt giao với đường bộ. Giao đường bộ ở đây người ta không nói vuông hay không vuông cũng sai luôn. Anh chị nhớ đáp án đúng là có từ vuông góc. Câu 382 là biển nào báo hiệu nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ. Thì câu hỏi trước, câu trả lời trước hỏi là trả lời là vuông góc là chữ xì đúng không ạ? Thì bây giờ hai chữ xì này cũng là giao vuông góc, anh chị sẽ chọn biển 1 và biển 2 đúng không ạ? Tương ứng với số 4 của mình, biển 1 và biển 2 sẽ là giao nhau giữa đường bộ và đường sắt vuông góc. Còn biển 3 anh chị thấy là nó có cái gạch chéo không?
Thì cái biển 3 nó sẽ là giao không vuông góc, có là đường sắt và đường bộ giao không vuông góc, đúng không ạ? Thế thì hỏi không vuông góc mình mới chọn biển 3 chị ha. Rồi câu 383 là ba biển này có ý nghĩa gì? Như câu trước em vừa nói chị xong đúng không ạ? Nó có gạch chéo như thế này. Thì đó là giao giữa đường sắt và đường bộ không vuông góc. Thế số 1 là nơi đường sắt giao với đường bộ. Ở đây không nói vuông hay không vuông, chúng ta cũng bỏ đi. Thế số 2 là nơi đường sắt giao vuông góc. Ở đây vuông góc là sai rồi. Vuông góc phải là chữ x xì chị ha. Thế số 3 là để báo trước sắp đến vị trí đường sắt giao không vuông góc với đường bộ, không có người gác và không có đảo an toàn. Thì ở đây mình giao là không vuông góc thì sẽ là đáp án đúng với chị này ha. Mình sẽ chọn ý số 3. Đó, chị làm hai câu qua, một câu là vuông góc lại chỉ x xì và một câu là không vuông góc, đúng không ạ? Là gạch xéo qua. Câu 384 là biển nào báo hiệu hết đoạn đường ưu tiên? Hết là phải có gạch chéo, đúng không ạ? Thế chị thấy biển số 3 có gạch chéo qua đây thì nó là hết hết đoạn đường ưu tiên này chị ha. Biển số 1 là giao nhau với đường không ưu tiên, biển số 2 là giao nhau với đường ưu tiên, biển số 3 là hết đoạn đường ưu tiên, đúng không ạ? Mình sẽ chọn biển 3. Câu 385 là biển nào báo hiệu chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau? Có là chị đang chạy xe này, khi chị đi trên đường chị đến ngã ba ngã tư chị thấy biển nào thì anh chị mình sẽ được quyền ưu tiên đi trước qua cái ngã ba ngã tư đó, đúng không ạ? Thì biển 1 là giao nhau với đường không ưu tiên, có nghĩa là anh chị đang đi trên đường ưu tiên, mình sẽ gặp đường không ưu tiên chạy cắt ngang qua, thì chúng ta gọi là giao nhau với đường không ưu tiên. Mà chúng ta đang đi trên đường ưu tiên thì chúng ta sẽ được đi trước qua cái ngã tư này, đúng không ạ? Cho nên biển số 1 mình sẽ được đi trước anh chị ha. Còn biển số 2, tên khi mà anh chị đang đi trên đường á, anh chị thấy biển hình tam giác ngược như thế này thì anh chị đang đi trên đường không ưu tiên. Mà trên đường không ưu tiên thì anh chị phải giảm tốc độ, anh chị nhường cho đường ưu tiên đi trước. Cho nên cái này mình không được quyền ưu tiên đi trước đâu. Anh chị bỏ đi ha. Còn biển số 3 là đoạn đường ưu tiên. Đoạn đường ưu tiên có là mình đang đi trên đường ưu tiên thì mình cũng được quyền ưu tiên đi trước. Cho anh chị mình phải chọn cả biển 1 và biển 3, đó là được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, đúng không ạ? Được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau chị ha. Ơi, tại sao hai biển này lại được quyền ưu tiên mà là tại sao có hai cái biển là ưu tiên lận? Thì em sẽ có một cái hình mô phỏng để anh chị dễ hình dung ha. Đấy, ví dụ như anh chị đi từ dưới lên, đúng không ạ? Anh chị thấy cái biển hình tam giác xuôi này thì có nghĩa là anh chị đang đi theo đường ưu tiên đây, đúng không ạ? Mình đang đi theo đường ưu tiên và sẽ có một đường không ưu tiên là đường nhỏ là chạy cắt ngang qua. Thì chúng ta đang đi trên đường ưu tiên thì chúng ta sẽ được đi trước qua cái ngã tư này, đúng không ạ? Còn cái biển hình tam giác ngược này là anh chị đi trên đường đây, anh chị thấy biển hình tam giác ngược là anh chị đang đi trên đường không ưu tiên. Không ưu tiên thì làm sao? Anh chị phải nhường cho cái đường ưu tiên người ta đi trước qua ngã tư này, đúng không ạ? Nhưng tại sao mình có hai cái biển ưu tiên lận? Thì đó là cái khác nhau giữa cái phạm vi tác dụng anh chị ha. Thì đối với cái biển hình tam giác xuôi này là phạm vi tác dụng của nó chỉ tính ở ngã ba ngã tư trước mặt thôi. Khi nào mà chúng ta đi hết ngã ba ngã tư thì cái biển này nó hết tác dụng. Hết tác dụng rồi anh chị ha. Anh chị nhớ là cái biển này nó chỉ tác dụng ở ngã ba ngã tư trước mặt thôi. Khi nào hết cái biển này mình hết tác dụng. Rồi, còn cái biển này thì sao ạ? Đây hình thoi đây đúng không ạ? Mình đi từ dưới lên đây mình gặp biển hình thoi đây. Thì khi mà anh chị đi gặp biển hình thoi, anh chị đi qua bao nhiêu cái ngã ba ngã tư em không cần biết, 10, 20 cái ngã ba ngã tư gì anh chị đều được quyền ưu tiên hết luôn. Chỉ đến khi nào mà anh chị thấy cái biển là hết đoạn đường ưu tiên thì khi đấy anh chị mới hết quyền ưu tiên thôi. Còn anh chị chưa thấy cái biển hết đoạn đường ưu tiên thì anh chị vẫn được ưu tiên qua mọi ngã ba ngã tư. Thì phạm vi tác dụng của cái biển này nó sẽ tính nguyên một con đường, đúng không ạ? Tính nguyên một con cái đoạn đường dài luôn, nguyên một cái đoạn đường dài luôn. Khi nào mình thấy hết thì nó mới là hết, đúng không ạ? Thế anh chị thấy hai cái này khác nhau ha, đúng không ạ? Anh chị thấy hai cái này khác nhau ha. Một cái này nó chỉ có tác dụng ở ngã tư trước mặt, còn cái biển đoạn đường ưu tiên nó có tác dụng ở mọi ngã ba ngã tư. Khi nào mà thấy biển hết thì mình mới hết, nó tính nguyên một đoạn đường dài anh chị ha. Đó đó là phạm vi tác dụng nó khác nhau. Rồi em quay lại câu hỏi biển nào báo hiệu chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, thì như em nói là biển số 1 mình được quyền ưu tiên qua ngã tư, biển số 2 mình được quyền ưu tiên qua mọi ngã ba ngã tư khi mà mình có thấy mình khi mà mình chưa thấy cái biển hết đoạn đường ưu tiên, cho mình sẽ chọn biển 1 và biển 3 chị ha, tương ứng với số 2 của mình, biển 1 và 3. Câu 386 là biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên? Giao nhau với đường không ưu tiên thì biển 1 là giao nhau với đường không ưu tiên, biển 2 là giao nhau với đường ưu tiên, biển 3 là đoạn đường ưu tiên. Cho nên câu hỏi là giao nhau đường không ưu tiên, mình chọn là biển 1 anh chị ha.
Thực ra hai cái biến này anh chị hay bị lộn với nhau này. Thế anh chị nhớ tên cho nó dễ ha, nhớ tên cho nó dễ. Thì đối với hình tam giác xuôi, thì anh chị nhớ đó là giao nhau với đường không ưu tiên. Còn đối với hình tam giác ngược thì mình gọi là giao nhau với đường ưu tiên. Anh chị nhớ tên hai cái biến này. Đến mình làm rất là nhiều câu hỏi ha. Câu 387 đây, biến là báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên. Đúng không ạ? Thì như em nói vừa rồi đó là hình tam giác xuôi, đó là hình tam giác ngược, đúng không ạ? Đó là giao nhau với đường ưu tiên. Cho mình sẽ chọn đó là biến 2. Đúng không ạ? Biến 2 chị ha. Biến 1 là giao nhau với đường không ưu tiên, biến 3 là đoạn đường ưu tiên. Câu 388 là biến là báo hiệu đường bị thu hẹp. Thì chị thấy biến 1 là hẹp về bên trái và bên phải, biến 2 là hẹp về bên trái, đúng không ạ? Thì biến 3 của chúng ta đó là đường vòng. Cho mình sẽ chọn biến 1 và biến 2 chị ha. Biến 1 và 2 ha. Đúng không ạ? Của ý số 1 đó là đường bị thu hẹp. Câu 389 là khi gặp biến nào người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều. Xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều. Ở đây câu hỏi chúng ta là hỏi đường bị hẹp đấy chị ha, đường bị hẹp. Thì biến 1 ở đây chúng ta có giải phân cách. Đúng không ạ? Giải phân cách thì nó là đường đôi chứ không phải đường hẹp, cho anh chị bỏ biến 1 đi. Biến 2 chị thấy nó báo hẹp về bên tay trái của chúng ta. Biến 3 anh chị thấy báo hẹp về bên tay phải của chúng ta. Cho nên biến 2 và biến 3 sẽ là đường hẹp anh chị ha. Mình sẽ chọn biến 2 và 3 tương ứng với số 3 của mình. Câu 390 là biến là báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên. Đúng không ạ? Lại hỏi giao nhau đường ưu tiên nữa thì đó là hình tam giác ngược anh chị ha. Mình sẽ chọn biến 3. Đúng không ạ? Biến 3 của số 3 ha. Biến số 1 dễ nhớ nhất đây. Dấu cộng. Anh chị nhớ dấu cộng đó là tuyến đường cùng cấp. Cùng cấp có là bằng cấp. Bằng cấp là bằng nhau luôn, không anh nào được cao hơn anh nào hết. Đúng không ạ? Nên biến số 1 là tuyến đường cùng cấp. Biến số 2 là giao nhau với đường không ưu tiên. Biến số 3 là giao nhau với đường ưu tiên. Đúng với câu hỏi luôn đấy chị ha. Câu 391 là biến là báo hiệu đường giao nhau của các tuyến đường cùng cấp. Cùng cấp là bằng cấp. Đúng không ạ? Bằng cấp anh chị ha. Thì em nói lần nãy rồi, đó là dấu cộng. Y hệt câu trước đúng không ạ? Mình chọn biến 1 anh chị ha. Biến 2 là giao nhau với đường không ưu tiên. Biến 3 là giao nhau với đường ưu tiên. Câu 392 là biến là báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên. Giao nhau với đường không ưu tiên phải là hình tam giác xuôi anh chị ha. Đó, mình sẽ chọn biến 2. Anh chị cứ hình dung là mình đang đi theo cái nét lớn này, là mình đang đi trên đường ưu tiên, thì sẽ có nét nhỏ nó chạy cắt ngang qua, đó là đường không ưu tiên chạy cắt ngang qua. Thì chúng ta gọi chỗ ngã tư này đó là giao nhau, thì có phải là ngã tư với là đường nét nhỏ chạy cắt ngang qua, là có nghĩa là mình sẽ gặp cái chỗ là đường không ưu tiên chạy cắt ngang qua, thì mình gọi là giao nhau với đường không ưu tiên, đúng không ạ? Biến 3 là giao nhau với đường ưu tiên, biến 1 là tuyến đường cùng cấp. Câu 392 là biến là báo hiệu đường hai chiều. Đường hai chiều anh chị ha. Đó, anh chị nhớ là đường hai chiều, báo hiệu đường hai chiều phải là hình tam giác. Đúng không ạ? Hình tam giác anh chị ha. Mình sẽ chọn biến 1, đúng không ạ? Hai mũi tên nó nằm dọc theo chiều đi của mình thì đó là báo hiệu đường hai chiều. Còn biến 2, biến 3 này là gì? Đúng không ạ? Em sẽ có cái hình mô phỏng anh chị, biến 2 và biến 3 ha. Khi chị đi trên đường, anh chị đi lại một cái đoạn đường hẹp. Em mô phỏng đây là đoạn đường hẹp anh chị ha. Nếu anh chị nào mà thấy biển hình vuông hoặc hình chữ nhật nền xanh như thế này thì anh chị biết là anh chị đang đi trên, anh chị thấy gặp cái biển này là được ưu tiên qua đường hẹp, có là anh chị sẽ được ưu tiên đi trước qua cái ngã ảnh qua cái chỗ đoạn đường hẹp này. Còn anh chị nào mà thấy biển hình tròn viền đỏ như thế này thì anh chị phải nhường, đúng không ạ? Tên của cái biển hình tròn viền đỏ này đó là phải nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp. Còn biển hình vuông nền xanh này là được ưu tiên qua đường hẹp, đúng không ạ? Cho nên là hai cái biển này nó có ý nghĩa ngược nhau, một anh chị ha, một cái là được ưu tiên, một cái là phải nhường đường. Rồi, câu 394 là biến là báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp, phải nhường anh chị ha. Như em nói vừa rồi rồi, đó là hình tròn viền đỏ đó là phải nhường, đúng không ạ? Biến số 1 đó là báo hiệu đường hai chiều, không phải đường hẹp chúng ta bỏ đi, đúng không ạ? Còn biến số 3 là được ưu tiên qua đường hẹp chứ không phải nhường, chúng ta cũng bỏ luôn. Câu 395 là biến nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp? Được ưu tiên mình chọn biến 3 rồi. Biến 2 là phải nhường thì biến 3 được ưu tiên, đúng không ạ? Biến 1 là báo hiệu đường hai chiều, nên chúng ta sẽ chọn biến 3 anh chị ha. Câu 396 là biến nào báo hiệu đường đôi? Anh chị nhớ là đường đôi phải có giải phân cách ở giữa. Mà biến 1 nó không có giải phân cách thì mình bỏ đi.
Bài biến một trên câu trước chúng ta học đó là được ưu tiên qua đường hẹp, cho nên chúng ta bỏ đi. Đó, nó không phải là đường đôi ha. Thế chị thấy biển 2 và biển 3 nó đều có con lươn, tức là đều có giải phân cách ở giữa, thì nó sẽ là đường đôi. Nhưng câu hỏi hỏi chúng ta là biển là báo hiệu đường đôi, báo hiệu có là bắt đầu anh chị vào đi vào đường đôi, đúng không ạ? Bắt đầu đi vào đường đôi. Thế chị phân biệt dùm em ha. Khi mình đi từ dưới lên, thì đầu mũi tên theo cái chiều đi của mình nó nằm vào đầu giải phân cách như thế này, thì mình gọi là bắt đầu vào đường đôi hoặc là báo hiệu đường đôi. Còn mình đi từ dưới lên mà cái đầu mũi tên theo chiều đi của mình nó nằm vào đuôi cái giải phân cách và cuối giải phân cách thì đó là hết đường đôi, đúng không ạ? Cho nên hỏi báo hiệu đường đôi mình sẽ chọn biển 2 ha. Thôi, em có một cái hình mô phỏng đây. Anh chị thấy mình đi từ dưới lên đây, thì khi mà cái đầu mũi tên theo cái chiều đi của mình nó nằm vào đầu con lươn hoặc là đầu giải phân cách thì chúng ta sẽ gọi là báo hiệu đường đôi, đúng không ạ? Còn khi nào mà anh chị thấy là đầu mũi tên theo chiều đi của mình nó nằm vào đuôi cái giải phân cách thì chúng ta gọi là hết đường đôi vậy ha. Thế câu hỏi báo hiệu mình sẽ chọn biển 2. Báo hiệu là bắt đầu vào đường đôi. Câu 397 là biển là báo hiệu đường đôi, giống hệt như câu 396 thôi, đúng không ạ? Thì mình cũng chọn cái biển giống hệt thôi, nên mình sẽ chọn biển số 3 chị ha. Biển số 3, đầu mũi tên theo chiều đi của mình nó nằm vào đầu giải phân cách. Anh chị thấy biển 1 và biển 2 nó không có giải phân cách. Không có giải phân cách thì nó là đường hai chiều chứ không phải đường đôi. Anh chị nhớ đường đôi phải có giải phân cách. Cho nên là ở đây biển số 3 có giải phân cách thì mình sẽ chọn biển 3. Câu 398 là biển nào báo hiệu hết hết đường đôi. Đến câu này thì dễ rồi đúng không ạ? Anh chị nhớ hết là phải có đầu mũi tên theo chiều đi của mình nó nằm phải là cuối của giải phân cách, đúng không ạ? Thì nó tương ứng với biển 3 của mình đây. Mình chọn đi số 3 ha. Cái này là báo hiệu đường hai chiều, cái này báo hiệu đường đôi, cái này là hết đường đôi vậy ha. Câu 309 là biển là báo hiệu giao nhau với đường hai chiều. Giao nhau với đường hai chiều anh chị ha. Rồi em có một cái hình mô phỏng như thế này ha. Rồi mình đi từ dưới này lên. Khi mình mà thấy cái biển hình tam giác này có hai mũi tên ở trong đây và hai cái mũi tên này nó nằm dọc theo cái chiều đi của mình. Đúng không? Anh chị thấy nó song song với chiều đi của mình thì nó sẽ báo hiệu con đường đi phía trước của mình là đường hai chiều. Còn mình đi từ bên này tới đúng không ạ? Và anh chị thấy cái biển hình tam giác nhưng hai mũi tên này nó nằm ngang theo chiều đi của mình, đúng không ạ? Nằm ngang theo chiều đi của mình thì nó sẽ báo hiệu là ở phía trước mặt mình, ở ngã tư trước mặt mình sẽ có đường hai chiều chạy cắt ngang qua, thì tên của nó là giao nhau với đường hai chiều. Anh chị nhớ giao nhau với đường hai chiều thì hai mũi tên nó phải nằm ngang theo chiều đi của mình. Còn báo hiệu đường hai chiều thì hai mũi tên nó nằm dọc theo chiều đi của mình. Chị nhớ như vậy để mình làm hai cái biển này cho nó dễ dàng ha. Rồi em quay lại câu hỏi ha. Đó là biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều. Giao nhau thì hai mũi tên nó phải nằm ngang theo chiều đi của mình, đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn biển biển một anh chị ha. Còn biển 2 thì thấy ở đây có giải phân cách thì đó là đường đôi, không phải là đường hai chiều, mình bỏ đi. Còn ở đây dấu cộng đó là tuyến đường cùng cấp, mình cũng bỏ đi. Câu 400 là biển là báo hiệu đường hai chiều, đúng không ạ? Câu này mình vẫn làm như vậy được, hoặc là mình có thể làm loại trừ được luôn này. Ở đây dấu cộng anh chị nhớ dấu cộng là tuyến đường cùng cấp. Tuyến đường cùng cấp là dễ nhớ nhất. Anh chị nhớ dấu cộng là tuyến đường cùng cấp, mình bỏ đi. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo ở đây có giải phân cách thì nó là đường đôi, không phải là đường hai chiều, cho anh chị mình cũng bỏ luôn. Thì chỉ có còn lại biển số 2 thôi, nó sẽ là báo hiệu đường hai chiều anh chị ha. Anh chị thấy làm sao ạ? Hai mũi tên nó nằm dọc theo chiều đi của mình thì nó là báo hiệu đường hai chiều. Câu 401 là biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều. Giao nhau như em nói là hai mũi tên nó phải nằm ngang theo cái chiều đi của mình. Đó, nên chị thấy là ở đây là hai mũi tên nằm dọc thì nó là báo hiệu đường hai chiều chứ không phải là giao nhau, mình bỏ đi ha. Thì biển số 2 chúng ta là hai mũi tên nó nằm ngang theo chiều đi của mình thì nó sẽ là giao nhau với đường hai chiều, mình chọn biển 2. Còn biển 3 dấu cộng đó là tuyến đường cùng cấp. Đúng không ạ? Khi anh chị vào thi anh chị mà không nhớ chính xác thì mình hay bị lẫn lộn giữa hai cái biển này. Anh chị nhớ hỏi là giao nhau, mình phải chọn hai mũi tên nằm ngang. Câu 402 là biển nào báo hiệu chú ý chướng ngại vật. Đúng không ạ? Biển số 1 của chúng ta hồi nãy là anh chị làm ở đây là giải phân cách và đầu mũi tên theo chiều đi của mình nó nằm vào đuôi con lươn, đúng không ạ? Hay là cuối của giải phân cách thì nó là hết đường đôi chứ không phải chướng ngại vật, chúng ta bỏ đi. Biển số 2 chị thấy có chướng ngại vật ở giữa đây và mình đi về bên trái và bên phải của chướng ngại vật. Biển số 3 có chướng ngại vật đây và mình đi về bên phải bên trái của chướng ngại vật, đúng không ạ?
Cho nên mình sẽ chọn là biến 2 và biến 3, đó là chú ý chướng ngại vật anh chị ha. Câu 403 là biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp. Làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp. Đúng không? Khi mà anh chị đi ở những cái đoạn đường đèo dốc á, thì người ta phải thiết kế những cái chỗ là làn thoát xe khẩn cấp. Mục đích để làm gì? Để lỡ như xe của mình mất thắng thì chẳng hạn, thì mình sẽ lao vào đấy để mình thắng lại, thắng xe lại. Chỗ đấy người ta chủ yếu người ta đổ cát để cho mình thắng xe lại thôi chị ha. Thì đó là làn thoát xe khẩn cấp, thì nó tương ứng với biển số 2 của chúng ta đây. Chỗ này là làn thoát xe khẩn cấp đây anh chị ha. Đó. Còn biển số 1 của chúng ta thì có ý nghĩa là gì anh chị ha? Biển số 1 sẽ báo cho chúng ta là nếu như chúng ta đi thẳng đây chẳng hạn thì chúng ta sẽ gặp một đoạn đường cấm. Đúng không ạ? Cho nên đoạn đường cấm thì chúng ta không được đi nữa. Cho nên chúng ta sẽ có một cái đường tránh. Đường tránh đúng không ạ? Tránh về bên trái đây. Đúng không ạ? Thì bây giờ anh chị thấy là khi mà người ta thiết kế đúng không ạ? Đi qua những cái thành phố lớn là người ta sẽ không thiết kế cho những cái xe lớn chạy xuyên qua trung tâm thành phố nữa, mà sẽ thiết kế những cái đường tránh như vậy anh chị ha. Cho nên là ở đây là báo hiệu đường tránh, chỉ dẫn đường tránh anh chị ha. Đó, còn ở đây là làn thoát xe khẩn cấp đúng không ạ? Không đấy anh chị nhớ là làm sao ạ? Biển chỉ dẫn của mình. Biển chỉ dẫn của mình nó là phải là hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh đúng không ạ? Cho nên ở đây là nền xanh, mình sẽ chọn đó là biển 2 anh chị ha. Câu 404 là biển nào báo hiệu đường hầm. Hồi nãy em có phân tích cái đường hầm và người chui rồi, đúng không ạ? Thì ở đây biển số 1 là trên đầu nó nhọn đó là cửa chui, và biển số 2 trên đầu nó vòng cung đó là đường hầm, còn biển số 3 đó là cầu vồng, đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn là đường hầm là biển 2 chị ha. Anh chị nào mà chạy từ Nam ra Bắc thì anh chị đi qua đường hầm rất rất là nhiều anh chị ha. Câu 405 là biển nào dưới đây là biển cầu hẹp. Biển số 1 của chúng ta đó là cầu tạm anh chị ha. Cầu tạm là họ bắc tạm thôi thì mình gọi là cầu tạm. Biển số 2 anh chị thấy hẹp ở giữa không? Thì nó là cầu hẹp anh chị ha. Còn biển số 3 anh chị thấy có nó có thể nâng lên không? Thì đó là cầu quay, cầu cất. Đúng không ạ? Thế mình sẽ chọn biển 2 là cầu hẹp anh chị ha. Đúng không ạ? Còn cái cầu quay, cầu cất này thì làm sao ạ? Rất là ít khi ấn đến nơi có đúng không? Anh chị nào ở Đà Nẵng thì có thể là anh chị sẽ thấy được cái cầu quay, cầu cất này. Đó. Còn những tỉnh khác ở Việt Nam mình gần như là không có, đúng không ạ? Chỉ có ở Đà Nẵng anh chị ha. Câu hỏi 406, biển nào dưới đây là biển cầu quay, cầu cất? Cầu quay, cầu cất như em nói vừa rồi đó là biển Đa, đúng không ạ? Anh chị nào ở Đà Nẵng là chị sẽ có cơ hội để thấy được cái biển, cái cầu này rất là nhiều, đúng không ạ? Câu 407 là biển nào dưới đây là biển kè vực sâu phía trước? Kè vực sâu phía trước anh chị ha. Anh chị thấy ở đây nó vực sâu ở phía trước đầu xe thì đó là kè vực sâu phía trước. Còn biển số 2 là anh chị thấy cái vực sâu nó nằm ở bên tay phải thì đó là kè vực sâu đường phía bên tay phải. Còn ở đây là cái vực sâu phía bên tay trái thì đó là kè vực sâu đường phía bên tay trái. Đúng không ạ? Ba cái biển này tương đối dễ. Ở trước thì đó là trước đây, ở bên tay phải nó là phải đây, ở bên tay trái nó là trái đây. Đúng không ạ? Cho nên ở đây là hỏi phía trước, mình sẽ chọn biển 1 anh chị ha. Biển 1. Câu 408 là biển nào sau đây là biển kè vực sâu đường phía bên trái? Bên trái anh chị ha. Nhưng mà bên trái là bên tay trái của em này thì đó là biển 3. Đúng không ạ? Biển 3 là kè vực sâu đường phía bên trái ha. Câu 409 là biển nào sau đây là biển kè vực sâu đường phía bên phải? Đúng không ạ? Bên phải là bên tay phải đây thì tương ứng với biển 2 của mình. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn biển 2 ha. Câu 410 là biển nào sau đây là biển đường trơn? Anh chị nhớ đường trơn là phải có vệt bánh xe anh chị mình ạ. Đường trơn phải có vệt bánh xe tương ứng với biển 2 của chúng ta. Đúng không ạ? Biển số 1 anh chị thấy xe nó nghiêng về bên phải. Xe nó nghiêng về bên phải thì có nghĩa là nó có nguy cơ lật xe về đường phía bên phải. Đúng không ạ? Nó có nguy cơ lật xe về phía phải. Đó. Cho nên đối với biển số 1, anh chị phải chọn những đáp án nào có từ là có nguy cơ lật xe về phía phải. Còn biển số 3 của mình, anh chị thấy nó có nước đây đúng không ạ? Có nước đây, cái sóng nước đây. Thì nó là phà anh chị ạ. Báo hiệu là sắp đến bến phà. Đúng không ạ? Mình sẽ bỏ biển số 3 đi. Câu 411 là biển nào sau đây là biển lề đường nguy hiểm? Đúng không ạ? Lề đường nguy hiểm anh chị ha. Biển 1 nó sẽ báo mình là kè vực sâu phía bên phải như câu trước mình làm rồi, chứ nó không phải là lề đường. Đúng không ạ? Mình bỏ đi. Biển số 2 chị thấy cái lề đường rất là cao. Đúng không ạ?
Mà cao nếu mình mà đi một bánh ở trên lề, một bánh ở dưới đường thì nên thế nào ạ? Rất là dễ bị nghiêng xe, lật xe. Cho nên là đó là lề đường nguy hiểm ấy chị ha. Còn ở đây là xe cũng nguy cơ lật sang phía bên phải khi mà đường cong sang bên trái. Đúng không ạ? Cho nên mình cũng không phải là lề đường nguy hiểm mình bỏ đi. Mình sẽ chọn biển 2 thôi. Chị thấy lề nó rất là cao thì đó là lề đường nguy hiểm. Câu 412 là biển nào sau đây là biển biển báo trước? Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công? Cái này dễ mà, anh chị đi ra đường anh chị thấy nhiều mà. Đúng không ạ? Đó là biển số 1 anh chị ha. Biển số 1 anh chị thấy là có người đang thi công đường chẳng hạn, đúng không ạ? Đó là đoạn đường đang tiến hành thi công. Biển số 2 là có đất đá từ trên cao nó sạt lở xuống. Còn biển số 3 là anh chị đi này, xong rồi cái sỏi đá ở trên mặt đường á. Đúng không ạ? Mình khi mình đi bánh xe đi tới đè lên mà nó bắn cái sỏi đá lên. Đó, thì đây hỏi là đoạn đường thi công thì mình chọn biển 1 anh chị ha. Câu 413 là biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn? Đoạn đường thường xảy ra tai nạn anh chị mình ha. Cái biển số 1 này anh chị ít khi thấy này. Đúng không ạ? Tại vì cái biển số 1 này mới đưa vào theo quy chuẩn 41/2019 thì mới đưa biển số 1 vào thôi. Thì biển số 1 là báo hiệu là nơi thường xảy ra ùn tắc, đúng không ạ? Nơi thường xảy ra ùn tắc giao thông. Đó, giống như ở Sài Gòn, Hà Nội mình hay xảy ra ùn tắc anh chị ha. Còn biển số 2 của mình là báo hiệu là đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Khi chị đi xe anh chị thấy là những bác tài hay dán dòng chữ gì ạ? Xin đừng hôn em đúng không ạ? Là tương ứng với biển số 2 của mình anh chị ha. Xin đừng hôn em. Đó, đó là đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Còn biển số 3 là xe nghiêng bên phải thì có nguy cơ lật bên phải. Đúng không ạ? Cho mình bỏ đi anh chị ha. Mình sẽ chọn biển 2 là đoạn đường thường xảy ra. Câu hỏi 414 là biển nào dưới đây báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc? Thì biển đoạn đường hay xảy ra ùn tắc đó là cái biển em nói, đó là biển mới. Đúng không ạ? Biển mới đó là biển theo quy chuẩn mới nhất 41/2019, đó là biển số 2 của mình, đoạn đường hay xảy ra ùn tắc anh chị ha. Còn biển số 1 sẽ báo hiệu đường hầm, đúng không ạ? Biển số 3 là đường hay xảy ra tai nạn như câu trước chúng ta mới vừa làm xong. Nên mình sẽ chọn biển số 2 là hay xảy ra ùn tắc. Câu 415 là gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường. Khi mà anh chị đi lại những đoạn gần trường học á, là anh chị hay thấy biển số 2 này. Thì biển số 2 nó sẽ báo hiệu là đoạn đường đấy thường có trẻ em chạy cắt ngang di chuyển qua, đúng không ạ? Trên cái đoạn đường đấy, cho anh chị phải chú ý đề phòng cẩn thận và chạy chậm lại anh chị ha. Nên mình sẽ chọn biển số 2. Còn biển số 1 là phải chú ý nhường đường cho người đi bộ qua đường ở trên phần đường dành cho người đi bộ chứ không phải là có trẻ em thường chạy qua. Mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ chọn biển 2 đó là có trẻ em bất ngờ, đúng không ạ? Di chuyển bất ngờ của trẻ em ha. Câu 416 biển nào chỉ dẫn bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ? Câu này để mà dễ làm nhất á, anh chị nhớ giùm em này. Như buổi đầu tiên em có nói anh chị là hình dạng của biển báo đúng không ạ? Thì ở đây anh chị thấy hình tam giác đó là hình biển báo nguy hiểm đúng không ạ? Còn hình vuông hoặc hình chữ nhật nền xanh thì đó là biển chỉ dẫn. Mà câu hỏi chúng ta là biển nào chỉ dẫn đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ chọn biển 2. Biển 2 là biển chỉ dẫn bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ, giống như phố đi bộ của mình là bắt đầu vào phố đi bộ anh chị ha. Câu 417 là biển nào dưới đây báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua? Câu này giống như câu hồi nãy mình làm rồi, đúng không ạ? Nó tương ứng biển 2 của mình. Thì em nói là họ sẽ đặt ở gần những chỗ trường học, báo hiệu là chỗ đấy thường có trẻ em chạy cắt ngang qua. Đúng không ạ? Tương ứng biển 2 của mình ha. Mình sẽ chọn biển 2. Biển 1 là chú ý nhường đường cho người đi bộ, biển 3 là chú ý nhường đường cho người đi xe đạp. Câu 418 là biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp và đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe. Ở đây là gió thổi anh chị ha. Gió thổi thì mình phải tương ứng với biển 1. Biển 1 sẽ là đo thức gió chẳng hạn đúng không ạ? Thì đó là gió thổi. Còn biển 2 làm sao ạ? Đường 2 là xe có nguy cơ lật bên phải khi đường cong sang bên trái. Trên biển 2 chúng ta chỉ chọn khi nào câu hỏi từ là xe có nguy cơ lật bên phải anh chị ha. Câu 419 là biển nào sau đây là dốc xuống nguy hiểm? Dốc xuống đúng không ạ? Ở đây mình có hai cách làm. Cách thứ nhất là mình hiểu trước đúng không ạ? Thì anh chị sẽ tính nha. Mình tính từ bên trái qua bên phải. Ví dụ như biển số 1 bên trái là cao, bên phải là thấp thì mình sẽ tính từ bên trái bên phải thì mình phải đi xuống rồi đúng không ạ? Còn biển số 2 là anh chị thấy là bên trái là thấp, bên phải là cao
thì mình đi từ bên trái qua bên phải thì mình phải đi lên rồi. Đó là đầu tiên mình hiểu là như vậy ha. Đó, cho nên là biển số 1 nó sẽ là dốc xuống này, mình sẽ chọn biển số 1. Còn cái cách thứ hai mình nhớ đó là mình nhớ mẹo. Nhớ mẹo thì làm sao ạ? Anh chị nhớ hỏi là dốc xuống, anh chị nhớ là lên 9 xuống 10. Ví dụ như hỏi lên thì anh chị sẽ chọn 9%, còn hỏi xuống anh chị sẽ chọn 10%. Đó, anh chị hỏi đây câu hỏi xuống anh chị chọn ý số 1, biển 1, 10% ha. Rồi, câu hạng 420 đúng không ạ? Biển nào sau đây là biển dốc lên nguy hiểm? Mình cũng tính từ trái qua phải đúng không ạ? Thì bên trái là thấp, bên phải là cao, thì đó là mình đi lên. Hoặc giống như cái mẹo câu trước em hướng dẫn anh chị là lên 9 xuống 10, hỏi lên mình chọn là 9%, đúng không ạ? Thế anh chị mình đi học lái xe thì mình sẽ có bài đó là dốc cầu. Thì theo anh chị là dốc cầu thì độ dốc của cây cầu đấy đúng không ạ là bao nhiêu phần trăm? Đó, thì khi nào anh chị đi học thực hành anh chị sẽ vào sân anh chị xem cái biển báo đó là dốc bao nhiêu phần trăm ha, thì đó là độ dốc 10%, đúng không ạ? Thì hôm nào anh chị đi học thực hành anh chị vào xem thử xem đúng hay sai ha. Câu 421 là biển nào, biển báo này có ý nghĩa gì? Thì như anh chị thấy là ở đây xe có nguy cơ nó nghiêng về bên phải này, nó nghiêng bên phải thì nó có nguy cơ lật về phía phải, đúng không ạ? Thì số 1, chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải. Ở đây mình có nguy cơ lật bên phải là đúng rồi, tại vì xe nó nghiêng bên phải mà. Khi đường cong vòng sang bên trái, ở đây đường nó cong sang bên trái cũng đúng luôn, đúng không ạ? Mình chọn một ha. Hoặc anh chị đừng không cần đọc nhiều đâu, anh chị thấy là xe có nguy cơ lật bên phải là đúng, tại vì xe nó nghiêng bên phải. Còn đi số 2 mình là chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái. Ở đây xe nó đang nghiêng bên phải thì nó có nguy cơ lật bên phải chứ. Chứ nó nghiêng bên phải làm sao mà nó lật sang bên trái như thế này được. Đúng không ạ? Cho nên mình bỏ đi ha. Câu 422 là biển báo này có ý nghĩa gì? Đó. Anh chị thấy cái này giống như nước này. Đó. Nước thì nó là phải là sắp đến bến phà anh chị ha. Mình sẽ chọn đó là báo trước sắp đến bến phà. Nếu anh chị mà đi lên Sài Gòn, mình đi qua phà Cát Lái thì mình sẽ thấy cái biển này vậy ha. Em ở Vũng Tàu, mỗi lần em mà lên Sài Gòn em mà đi đường phà Cát Lái thì em sẽ thấy cái biển này. Câu 423 là biển này có ý nghĩa gì? Anh chị thấy là ở đây chỗ lồi lên rồi lại lõm xuống, lại lồi lên thì lõm xuống, thì đó là đường ổ gà lồi lõm anh chị ha. Đường ổ gà lồi lõm, mình sẽ chọn biển cái số 1, biển báo đường ổ gà lồi lõm, đúng không ạ? Còn số 2 là biển báo có gồ giảm tốc. Gồ giảm tốc là sai anh chị ha. Anh chị nhớ mình có hai cái chỗ lồi thì đó là ổ gà lồi lõm. Khi nào nó chỉ có một cái lồi thôi thì mới là gồ giảm tốc, đúng không ạ? Tương biết câu sau của chúng ta đây. Câu 420. Câu 424 là biển báo này có ý nghĩa gì? Anh chị thấy ở đây có một cái lồi lên thôi, đúng không ạ? Thì nó sẽ báo hiệu là đường có gồ giảm tốc anh chị ha. Mình sẽ chọn ý số 2, đó là báo hiệu gồ giảm tốc. Còn lồi lõm thì mình làm câu trước rồi đúng không ạ? Lồi lõm nó có phải có một cái lồi lên lõm xuống, lồi lên lõm xuống, nó phải hai cái lồi. Câu 425 là biển báo này có ý nghĩa gì? Ở đây mình sẽ có ba câu hỏi liên quan đến ba cái biển báo, đúng không ạ? Và ý trả lời nó hơi dài, cho nên những câu này thì nó hơi khó một tí. Thế anh chị thấy là đoạn đường này báo hiệu đầu tiên là mình dấu chấm than là báo hiệu nguy hiểm này. Rồi cái nền đường này nó sẽ có kết cấu hơi yếu, chẳng hạn người ta đang theo dõi lún, ví dụ cái đường mới làm xong đi, người ta đang trong cái quá trình theo dõi lún anh chị ha. Đây số 1 để báo trước đến đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở, đất đá từ trên cao sạt lở là sai rồi, mình bỏ đi. Cái số 2 là để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc khi phương tiện đi qua làm các viên đá sỏi băng lên, ở đây đá sỏi băng lên cũng sai, chúng ta cũng bỏ đi. Đấy, số 3 là để cảnh báo những đoạn đường có nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún, ở đây là đang theo dõi lún là đúng với chị ha, mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm, đúng không ạ? Nguy hiểm là đúng ha. Rồi ở đây ý số 3 mình lấy đúng đó là đang theo dõi lún, thế là đúng. Còn ở đây mà bảo là viên đá sỏi băng lên là sai, hoặc ở đây bảo là trên ta luy sụt lở cũng sai, ở trên cao sạt lở xuống cũng sai, đúng không ạ? Mình sẽ chọn đó là theo dõi lún. Mình sẽ có ba cái biển tương với ba ý trả lời này. Thế chị nhớ ba cái biển đấy ha, cái này là đang theo dõi lún. Rồi tiếp theo biển này chúng ta có ý nghĩa gì, đúng không ạ? Để báo trước tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở, thì đây chị thấy ở đây báo hiệu đất đá từ trên cao sạt lở xuống là đúng này. Anh chị đi những đoạn đường đèo dốc á
thì có thể là đất đá từ trên cao có khả năng nó sạt lở xuống, thì người ta sẽ đặt cái biển này để cảnh báo cho mình thận trọng, đúng không ạ? Mình sẽ chọn đó là đất đá từ trên cao sạt lở là đúng, sụt lở là đúng với chị ha. Còn ở đây là viên đá sỏi băng lên là sai, còn đây là theo dõi lún là tương ứng với câu trước, đúng không ạ? Nhưng có một từ là anh chị ít khi chị nghe thấy, đó là từ ta luy này. Ta luy này đôi khi anh chị không hiểu nó là gì, đúng không ạ? Anh chị hình dung ha, những cái con đường của Việt Nam mình, những con đường lớn của Việt Nam mình á, thì đều là do là thời Pháp người ta làm là chủ yếu, thời Pháp người ta làm. Và cái từ ta luy này là theo phiên âm của tiếng Pháp, ta luy là theo phiên âm của tiếng Pháp, thì nó ám chỉ là những cái đoạn đường đấy là thường có đất đá từ trên cao sạt lở xuống, đúng không ạ? Cho nên là người ta sẽ dùng cái từ ta luy, đó là phiên âm của tiếng Pháp. Thì sau khi Pháp không còn đô hộ Việt Nam mình nữa, đúng không ạ? Nhưng mà người Việt Nam mình vẫn dùng cái từ ta luy này để chỉ những cái đoạn đường mà đất đá từ trên cao sạt lở xuống. Cho nên đâu đấy anh chị nghe ở trên radio hoặc anh chị đọc trên trong sách, anh chị vẫn thấy cái cụm từ ta luy như vậy ha, thì nó có nghĩa là như vậy, đó là đất đá từ trên cao sạt lở xuống, đúng không ạ? Thế mình sẽ chọn đấy số 1 ha. Đó, cho nên chị nhớ từ sạt lở được không? Chị nhớ từ ta luy dương sụt lở cũng được ha. Câu 427 là biển báo này có ý nghĩa gì? Thế chị thấy là cái bánh xe mình đi đè lên các viên đá sỏi và nó bắn lên này, đúng không ạ? Cho nên số 1 là để báo trước tới đoạn đường hiện tượng đất đá từ trên ta luy sụt lở là sai rồi, sụt lở là câu trước, đúng không ạ? Mình bỏ đi. Cái sai là để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc khi phương tiện đi qua làm cho các viên đá sỏi băng lên. Ở đây đá sỏi băng lên là đúng rồi, băng lên hay bắn lên cũng được anh chị ha. Thì mình sẽ chọn ý số 2. Còn ý số 3 là để cảnh báo những đoạn đường nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún. Lún là sai, đúng không ạ? Lún là tương ứng với câu trước, phải có dấu chấm than đấy chị ha. Thì bỏ đi. Câu 428 là gặp biển báo này, người lái xe phải xử lý như thế nào? Anh chị thấy biển báo chú ý này, nguy hiểm này. Vé gia súc thì chú ý nguy hiểm, thường có gia súc đi ngang qua, đúng không ạ? Ý số 1 là đi chậm quan sát và dừng lại nếu gặp gia súc trên đường. Thì mình thấy mà gia súc trên đường mình phải đi chậm và quan sát, cần thiết mình phải dừng lại là đúng rồi, đúng không ạ? Nên mình chọn một ha. Còn đi số 2 tại sao nó sai? Đó là bấm còi to để gia súc tránh đường và nhanh chóng di chuyển qua đoạn đường có gia súc. Ở đây mình bấm còi to, thực ra anh chị đi mà anh chị gặp con bò chẳng hạn, anh chị bấm còi đôi khi nó chẳng sợ đâu, nó cứ lừ 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 nó đi à, nó chẳng sợ đâu, nên nó không tránh mình đâu. Mà nó không tránh mình thì mình lại phải tránh nó thôi. Cho nên ở đây mà mình lại nhanh chóng di chuyển qua là sai, anh chị bỏ đi ha. Đó, còn khi anh chị ra đường, đúng không ạ, các bác tài già, đúng không ạ, các bác tài già thường khuyên chúng ta như thế nào? Khi anh chị đi gặp, ví dụ như gặp con bò đi, anh chị tránh như thế nào? Còn khi anh chị gặp con chó đi chẳng hạn, anh chị tránh như thế nào? Thì chúng ta các bác tài già sẽ có một câu nói như thế này anh chị ha, đó là chó tránh đầu bò tránh đuôi, đúng không ạ? Chó tránh đầu bò tránh đuôi anh chị ha. Cho nên khi anh chị đi ra đường, anh chị gặp gia súc thì anh chị sẽ tránh về phía đuôi nó, tại vì sao nó cứ lừ 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 nó đi về phía trước như vậy á, là mình sẽ tránh về cái đuôi nó. Còn con chó làm sao ạ? Nó thấy mình thường nó sợ, nó sẽ quay vào nhà, nó chạy quay đầu về nhà, cho nên là mình phải tránh phía đầu nó để cho nó quay đầu lại anh chị ha. Đó, cho nên chúng ta gọi là chó tránh đầu bò tránh đuôi là như vậy ha. Rồi, câu 429 là biển báo này có ý nghĩa gì? Câu cái biển báo này khi anh chị mới làm là anh chị hay bị sai lắm này, anh chị hay nghĩ cái này là xét này, đúng không ạ? Nhưng cái này không phải xét đâu anh chị ha, cái này là báo hiệu là phía trước, đúng không ạ? Trên đầu mình này có đường dây điện cao thế chạy cắt ngang qua. Đó. Thì số 1 là báo hiệu khu vực nguy hiểm, thường có sét đánh, sét là sai anh chị ha. Bỏ sét đi. Thì sai là báo hiệu khu vực có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường. Ở đây có đường dây điện là đúng ha. Khi anh chị đi anh chị thấy biển này, anh chị phải nhìn ngước lên xem có thấy đường dây điện đâu không ha. Nếu em nghĩ chắc chắn là phải có, đúng không ạ? Báo hiệu là có đường dây điện chạy cắt ngang phía trên của chúng ta. Rồi, hôm nay em sẽ dừng video biển báo nguy hiểm ở đây anh chị mình ha. Hôm nay đó là tất tật những cái biển báo nguy hiểm, đúng không ạ? Thì em sẽ dừng video ở đây. Thì anh chị có không hiểu về cái biển báo nào, đúng không? Anh chị cần em hỗ trợ thêm về biển báo nào, anh chị hãy bình luận phía dưới và em sẽ giải quyết những cái thắc mắc đấy của anh chị. Anh chị thấy video hay, anh chị hãy bấm like hay share, và đồng thời anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video sau.